tất cả mọi người. Xin chào chị Lan. Em là Kiều Ni, ngày hôm nay em rất vui khi em được đến lớp này. Đây là tác phẩm của em. Đây là hoa sen. Hoa sen là quốc hoa của Việt Nam đó nha. Mọi người hãy trông chờ tác phẩm của em nhé.